Thứ năm, ngày 15 tháng 5 năm 1975. Một phút mặc niệm dành cho 2 triệu người đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam trước lễ meeting mừng Sài Gòn giải phóng. Hơn nửa triệu người dân Sài Gòn đã xuống đường tham dự lễ mừng chiến thắng. Đây là lễ kỷ niệm quy mô lớn nhất được tổ chức ở miền Nam nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kể từ khi Pháp tái chiếm Nam Bộ tháng 9 năm 1945. Trên lễ đài có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng dẫn đầu mới từ Hà Nội vào. Lãnh đạo Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, lãnh đạo trong Trung ương Cục miền Nam và những người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh tham dự buổi lễ. Ông Ngô Sĩ Nguyên, khi đó là pháo thủ xe tăng 390, một trong 2 chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ Cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cùng đồng đội của mình vinh dự được xếp hàng đầu khối xe thiết giáp trong lễ duyệt binh mừng chiến thắng. Sau 30 tháng 4 đấy thì đơn vị tôi có nhiệm vụ ấy là ra mà là an ninh ở cảng Sài Gòn, sau đấy thì về đấy là Long Bình để đóng quân. Về Long Bình đóng quân để đóng quân gọn từng khu một để tiện bề cho tổ chức, thì chúng tôi chọn được một số cấp trên chọn được một số đấy là các đồng chí và tiêu biểu trong chiến đấu và ấy là có thành tích tốt và chấp hành kỷ luật nghiêm đấy, thì là những người ấy là được cái là dự lễ kỷ niệm là 15 tháng 5 tại Sài Gòn. Cái chữ đấy ví dụ như là số 390 thì là kẻ lại bằng sơn trắng lên, rồi những cái chữ là còn lại của chữ là thần tốc, táo bạo đấy, thì cái chữ đấy là cũng phải viết lên cho nó rõ lên, là để cho cái nước đoàn quân hùng mạnh trước đây đã chiến thắng tiến vào Nam, thì bây giờ là diễu binh qua lễ đài, xe 390 được xếp hàng đi đầu rồi. Chúng tôi vô cùng kiêu hãnh vì nhân dân đi bên đường đấy thì nhân dân vẫy chào chúng tôi, và bên khán đài đấy các nhà lãnh đạo và các cấp đấy cũng vẫy chào, chúng tôi thấy là vô cùng hãnh diện. Chúng tôi là đi trong sự chào đón của nhân dân Sài Gòn ra đi. Sài Gòn thời điểm đó vẫn giữ nguyên tên gọi cũ. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường ở thành phố này sau khi cuộc chiến 10.000 ngày kết thúc. Theo sự phân công của Thượng tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn, ông Bội Dông khi đó có nhiệm vụ tiếp các đoàn khách nước ngoài đến Sài Gòn và trả lời câu hỏi từ họ về thông điệp của ngày lễ duyệt binh mừng chiến thắng. Thông điệp là chính là nước Việt Nam đã là về một mối, Bắc Nam là về một mối rồi và hùng cường. Tôi nói đây biểu dương là biểu dương, ý tưởng là thế này: đất nước chúng tôi đã thu về một mối, là thứ hai nữa là hiện nay lực lượng chúng tôi là hùng mạnh đủ chống giữ và giữ trọn cái đất nước này. Sài Gòn từ sau ngày 30 tháng 4, mọi người đã có thể thở phào vì chiến tranh đã chấm dứt. Sài Gòn gia định, những ngày đầu giải phóng tưng bừng trong sắc cờ đỏ sao vàng và cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hòa bình thực sự đến với mảnh đất Nam Bộ, chấm dứt 30 năm người dân trên mảnh đất này bền bỉ kháng chiến chống ngoại xâm. Hôm nay bác vui với mọi toàn dân, ai nhà